Xin chào quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của WebNow. Trong đoạn clip này, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng website. Đầu tiên, quý khách sẽ nhấn vào đường link đã được WebNow gửi kèm với tài khoản quản trị. Sau đó, quý khách tiến hành nhập tên người dùng và mật khẩu. Bước tiếp theo là đăng nhập. Trên màn hình hiện tại đó chính là trang quản trị để quý khách có thể thực hiện chỉnh sửa website. Đầu tiên, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách đăng một bài viết mới. Tại thanh công cụ ở phía bên trái, quý khách tìm đến một bài viết. Chúng ta click chuột vào một bài viết. Ở giữa màn hình là những bài viết đã được đăng lên website. Ở cuối cùng đó là cái nó hiển thị công cụ check xem là bài viết đã chuẩn SEO hay chưa. Đầu tiên WebNow sẽ hướng dẫn quý khách đăng một bài viết mới. Tại một bài viết, quý khách nhìn bên dưới, nó có dòng thêm bài viết. Chúng ta click chuột vào dòng thêm bài viết. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đặt tiêu đề cho bài viết này. Chúng ta sẽ đặt tiêu đề chính của bài viết ở dòng đầu tiên. Sau đó, chúng ta di chuyển con trỏ chuột xuống ô lớn bên dưới và chúng ta tiến hành soạn thảo đầy đủ nội dung của bài viết. Ở đây, chúng ta có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa. In đậm, in nghiêng, canh giữa, canh trái. Hoặc là có thể tô màu văn bản. Để có thể chèn một hình ảnh vào trong nội dung của bài viết, quý khách click vào cái mục thêm media này. Sau đó chúng ta chọn tải file ở góc trái. Tiếp tục chọn tập tin. Sau đó tải hình ảnh từ máy tính. Sau đó chèn vào bài viết. Cái ô chèn vào bài viết nằm ở góc bên phải này. Quý khách click vào ô chèn vào bài viết. Thì ngay lập tức hai hình ảnh này nó sẽ được chèn vào bài viết. Để có thể thực hiện thay đổi kích thước của hình ảnh này, quý khách nhấn giữ một góc của hình ảnh. Sau đó chúng ta thực hiện kéo vào. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của nó. Tương tự chúng ta có thể chèn thêm các hình khác. Ví dụ như vậy. Để có thể chèn một dòng chú thích ở bên dưới hình ảnh như cái hình dưới đây, quý khách sẽ chọn vào biểu tượng cây viết ở phía trên hình ảnh này. Sau đó chúng ta nhập chú thích. Thì ngay lập tức một dòng chú thích nó sẽ được hiện ngay bên dưới hình ảnh. Sau khi đã hoàn thiện nội dung của bài viết, quý khách nhìn bên phải, chúng ta cuộn xuống phần chuyên mục. Ở đây quý khách sẽ tiến hành chọn chuyên mục phù hợp cho bài viết. Ví dụ đây là một bài viết có nội dung về thi công, thì chúng ta sẽ chọn thi công. Còn nếu nó là một bài viết có nội dung về thiết kế, thì chúng ta sẽ chọn thiết kế. Tiếp tục chúng ta cuộn xuống bên dưới để đặt ảnh đại diện cho bài viết. Và bước cuối cùng là đăng bài viết lên website. Ở đây quý khách có thể chỉnh sửa ngày đăng cho bài viết. Ở trên cái dòng màu đỏ này nó có dòng chữ đã đăng lúc thì quý khách chọn chỉnh sửa. Sau đó chúng ta chọn ngày mà chúng ta muốn bài viết hiển thị. Ví dụ ở đây chúng ta chọn ngày 10 chẳng hạn. Thì bài viết này đến ngày 10 tháng 12 nó mới được đăng. Đối với cái phần chuyên mục này, nếu quý khách muốn thêm một chuyên mục mới thì chúng ta tìm ngay bên dưới cái mục bài viết lúc nãy nó có cái phần chuyên mục, chúng ta click chuột vào. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt tên chuyên mục mới. Ví dụ chúng ta muốn tạo một chuyên mục thiết kế nhà phố. Sau đó chúng ta chọn thêm chuyên mục. Thì cái chuyên mục mới này sẽ được thêm và khi chúng ta đăng bài viết chúng ta có thể click chọn chuyên mục này. Để chỉnh sửa thì quý khách chỉ cần rê vào chuyên mục đó, sau đó
Chọn sửa nhanh, chúng ta cập nhật lại thông tin. Xóa bỏ đường dẫn, sau đó chọn lưu các thay đổi. Để xóa cái chuyên mục này đi thì chúng ta click vào cái dòng xóa này là chuyên mục sẽ được xóa đi. Đối với những bài viết đã được đăng lên website để xem lại thì chúng ta chỉ cần chọn tất cả bài viết. Ví dụ chúng ta muốn chỉnh sửa lại cái bài thi công nhà phố 2023 này, chúng ta chỉ cần rê chuột vào thì ở bên dưới nó lần lượt xuất hiện chỉnh sửa, sửa nhanh, thùng rác. Chúng ta có thể click vào chỉnh sửa để chỉnh sửa cái bài viết này. Sau khi quý khách cập nhật lại các cái thông tin, chúng ta nhìn sang bên phải nó có cái ô cập nhật màu xanh. Quý khách click vào ô cập nhật là chúng ta đã có thể hoàn thiện nội dung chỉnh sửa. Để xóa bỏ cái bài viết này, chúng ta chọn bỏ vào thùng rác. Tiếp theo, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện một số chỉnh sửa trên trang chủ của website. Sau khi chúng ta đăng nhập vào trang quản trị và khi chúng ta quay trở lại website thì ở phía trên của nó sẽ xuất hiện một cái dòng màu đen như thế này. Quý khách tìm đến mục sửa trang, chúng ta rê chuột vào. Bên dưới nó sẽ xuất hiện dòng chữ Edit with WebBuilder, chúng ta click chuột vào dòng chữ này. Đầu tiên là những cái hình ảnh. Để chỉnh sửa thì chúng ta chỉ cần lần lượt click vào từng hình ảnh. Ở phía bên trái của nó sẽ xuất hiện một cái hình ảnh thu nhỏ. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta chọn Trend Media. Sau đó tải file hình ảnh mà chúng ta muốn đổi từ máy tính lên. Ở đây WebNow sẽ tải một ảnh bất kỳ. Sau đó chúng ta tiến hành cập nhật. Ngay lập tức cái hình ảnh này nó sẽ được thay đổi tương tự đối với cái hình ảnh khác cũng vậy. Chúng ta muốn thay đổi hình ảnh nào, chúng ta chỉ cần click chuột vào hình ảnh đó. Ở phía bên trái nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh thu nhỏ. Chúng ta chọn Trend Media để thay đổi. Đối với các cái nội dung, chúng ta chỉ cần double click chuột vào. Sau đó quý khách tiến hành cập nhật lại nội dung theo ý của mình. Sau đó chúng ta chọn OK. Tương tự đối với các cái thông tin bên đây cũng vậy. Chúng ta chỉ cần double click chuột vào để chỉnh sửa. Sau khi quý khách thực hiện các chỉnh sửa thì chúng ta nhìn ở phía góc trái, góc bên trái của màn hình, nó có cái dòng chữ Apply này, chúng ta chọn Apply. Tiếp tục chọn Update để hệ thống lưu lại những thao tác mà chúng ta vừa thực hiện chỉnh sửa. Đối với cái phần footer này, để thực hiện chỉnh sửa thì khi chúng ta rê chuột vào, ở phía trên nó sẽ xuất hiện một cái edit block, chúng ta chọn WebBuilder. Chúng ta double click chuột vào cái phần nội dung để có thể chỉnh sửa lại. Sau đó chọn OK, chọn Apply và chọn Update. Phần trang liên hệ này cũng chỉnh sửa tương tự như ở trang chủ. Quý khách tìm đến cái mục sửa trang, chúng ta chọn Edit with WebBuilder. Double click chuột vào để cập nhật lại các cái thông tin. Chọn OK, sau đó chọn Apply và chọn Update. Tiếp theo, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện thay đổi logo. Quý khách tìm đến mục tùy biến. Chúng ta click chuột vào đây. Tiếp tục chọn Header. Tiếp tục chọn Logo and Size Entity. Sau đó quý khách nhìn thấy cái phần logo của chúng ta thu nhỏ ở đây. Quý khách chọn Select Image. Chúng ta tải hình ảnh logo mà chúng ta muốn đổi từ máy tính lên. Ở đây WebNow sẽ chọn một hình ảnh bất kỳ. Sau đó chúng ta chọn cập nhật. Như vậy là logo đã được thay đổi. Sau khi thực hiện thay đổi xong, quý khách nhìn ở phía trên nó có cái ô đăng màu xanh dương. Có dòng chữ đăng này, chúng ta click vào cái ô này để lưu lại cái thao tác mà chúng ta vừa thực hiện.
Như vậy là Webnow đã hướng dẫn cho quý khách một số thao tác để chúng ta có thể chỉnh sửa trên website của mình. Trong quá trình sử dụng website, nếu có một số thắc mắc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quý khách có thể liên hệ với Webnow. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng.